Cậu ba, để con bắt gió cho cậu ba nghe. Cậu nhắm mắt lại. Công nhận bàn tay của mày mềm thiệt đó Bình, lại ấm nữa, rất là dễ chịu. Dạ, cậu ba nhắm mắt lại đi. Còn dài dài cái thái dương một hồi á, là cậu ba hết nhức đầu liền. Mà cậu ba đang mệt, chắc không thích nghe con hát đâu hả? Ừ, hôm nay tao không thích nghe hát. Mày kể chuyện cho tao nghe đi. Cậu ba thích nghe chuyện gì? Mà con cũng không có đọc sách, con đâu có chuyện gì nhiều để kể cho cậu ba nghe. Vậy mày kể chuyện nhà của mày cho tao nghe đi. Nhà con á hả? Nhà con đâu có gì đâu mà kể. Thì mày kể đại đi. Vậy thì con kể hen. Ừ. Nhà con á có 5 người cả thảy. Tía má con và 2 đứa em con. Vì không có đất nên nhà con phải mướn ruộng của người ta để làm. Lần nào làm lúa xong á cũng đông hết cho người ta. Hết mùa tía con á phải đi làm mướn cho người ta. Ai mướn gì á tía con cũng làm hết á. Mỗi khi lãnh tiền á là tía con mua món ngon về cho cả nhà ăn. Nhà con vui lắm. Má con á lúc nào cũng cười hết. Cho tới một ngày. Một ngày sao? Một ngày tía con đưa 2 em con đi thăm người quen bằng một chiếc xuồng nhỏ. Đợt đó xuồng bị chìm, 2 đứa em con bị nước cuốn trôi. Tía con vì nóng lòng muốn cứu 2 đứa em con nên kiệt sức chết giữa dòng. Vậy là không cứu được ai luôn hả? Sau chuyện đó má còn gì đau buồn, đâm ra bệnh nặng. Trước khi chết má kêu con là lên đây tìm người thân, nhưng cái gì cũng tại cậu ba hết á. Tại cậu ba đụng con té nên miếng giấy ghi địa chỉ á mới ướt lem, ướt cái trần chữ à, cho nên con mới không tìm được người thân nữa. Thiệt tình đang buồn, tưởng đâu nghe mày kể chuyện là sẽ bớt buồn, không ngờ mày đổ thừa cho tao làm tao nhức đầu thêm nữa. Nhưng con đã nói rồi, con không có chuyện gì để kể hết trơn á, tại cậu ba ép con mà. Con cũng không ngờ chuyện con kể làm cậu ba nhức đầu thêm. Con xin lỗi cậu. Nếu mà cậu cảm thấy bực mình quá thì cậu đánh con đi. Ê ê ê ê ê ê, mày nhắc tao mới nhớ nha. Từ đó tới giờ á, mỗi lần mà bực mình là tao ưa kiếm người khác đánh giải sầu lắm đó. Vậy thì bây giờ con đứng im rồi. Cậu ba đánh giải sầu đi. Hù mày thôi, tao chán đánh người lắm rồi. Không đánh người á thì sao cậu ba hết bực mình được?
À, con biết rồi. Vậy thì để con làm cho cậu ba hết bực mình nhé. Làm gì? Cậu ba đi theo con hen. Theo mày hả? Dạ. Nhưng mà đi đâu? À, thì bây giờ cậu ba cứ đi với con đi là cậu ba biết liền hả? Đi. Bây giờ tối thua rồi còn đi đâu nữa? Thì đi một chút xíu thôi à, chút xíu mình về liền mà. Đi. Đi đi. Cậu ba đi lẹ lên. Đi, nửa đêm nửa hôm rồi mày dắt tao đi đâu nữa? Lẹ đi. Lọt lỗ nẻ trặt chân mà mày chết với tao à. Cậu ba ráng đi. Ở đây á đẹp lắm luôn á. Nè, cậu ba thấy không? Đó, ở đây nữa nè. Đẹp lắm á cậu ba. Ý mày nói đom đóm đó hả? Dạ, đó là những con đom đóm lập loè. Bao giờ đơm đớm bay ra, qua gạo rụng xuống thì tra hạt dừng. Cậu ba bắt đơm đớm với con đi, vui lắm. Đi cậu ba. Ê, đừng có bay nha. Đơm đớm đẹp quá cậu ba ơi. Mệt quá. Không chơi nữa đâu. Cậu ba chạy nữa đi. Đang vui lắm mà. Đi, lẹ lên. Vui cái gì? Mệt gần chết đi nè. Không đâu, vui lắm mà cậu ba. Đi mà, đi. Cậu ba. Còn không thì cậu ba dí bắt con đi. Đi, nhanh lên. Một lần nữa thôi, đi mà. Nè. Một lần này nữa thôi đó nha. Dạ. Cậu ba giỏi thì bắt con đi nè. Dám thách thức Hải Duy này hả? Được, chờ đó. Cậu ba bắt đi nè. Cậu ba bắt đi. Bây giờ thì chịu thua chưa? Con chịu thua. Chịu thua rồi. Cậu ba ăn gian quá. Buông con ra đi. Không buông. Cậu ba buông ra. Không. Buông ra mà. Năm nay thất mà số lúa thu được coi bộ cũng khá. Đám tá điền này cũng thiệt biết điều, không có đứa nào dám xin khất hết. Không phải biết điều mà là biết cách. Biết chắc có năn nỉ xin khất cũng không được, nên khỏi xin làm gì cho mất công. Anh nói như vậy là muốn ám chỉ cái gì? Nói rõ ra luôn chứ ám chỉ cái gì. Bao nhiêu năm rồi, có lần nào em cho tá điền khất nợ đâu mà xin với xỏ. Nếu mà lợi hại như vậy á, thì năm nào á em cũng đi theo anh thu lúa để tránh bị thất thu. Anh hai, sáng nhìn hai có thấy mình đâu không?
anh không thấy. Ờ mà không phải giờ này nó đang nấu cơm dưới bếp sao? Em tìm hết khắp nhà rồi mà không có thấy. Em tưởng nó ra đây phụ anh chị chứ. Hồi sáng giờ anh cũng không thấy nó nữa. Em biết rồi, tôi không phiền anh nữa. Làm cái gì mà dính như Sam, một bước cũng không chịu rời vậy trời. Đúng là khả nghi mà. Khả nghi cái gì? Em chỉ tài suy nghĩ lung tung. Em không có suy nghĩ lung tung đâu. Đám gia đình đó, nói cho em biết, hôm qua con Bình với chú ba nó ra ngoài ruộng tới hơn nửa đêm mới về đó. Em đừng có nghe tụi nó đặt điều. Đêm qua Khải Duy thay nhức đầu rồi về phòng ngủ sớm hơn mình nữa. Nhưng mà sau đó hai người lại bỏ ra ngoài tới gần sáng mới về. Đám gia đình đó, nó nói với em thiệt mà. Không lý nào lại tiến nhanh như vậy. Anh nói cái gì? Cái gì tiến nhanh? Ai tiến nhanh? À, không có gì đâu. Thôi, em lo coi tụi nó khiêng lúa đi. Đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Lại trời, mày đây rồi. Khóc suốt cả đêm đó hả? Sáng giờ chưa ăn gì luôn phải không? Có mệt không? Tao hỏi có mệt không? Tao hỏi mày có mệt không? Ôi! Ôi! Mày cũng to gan lắm ha, dám bắt tao chạy xa như vậy. Ây da. Nè, mày làm gì vậy? Tao chỉ coi một chút thôi. Ngồi im. Đau lắm không? Còn giận tao chuyện hồi tối hả?
Tao không có cố ý. Mà ai biểu mày đẹp quá mừng chi, làm cho tao động lòng. Mà mày cũng ngon thiệt, không như mấy đứa con gái mà tao. Con đừng có nói nữa, con im đi. Mày dám cắt ngang lời của tao hả? Mày biết là tao ghét nhất cái chuyện này hay không? Gặp con Hiểm hay là mấy đứa khác là tao bắt tụi nó giả trong miệng 30 cái rồi. Dám cắt ngang lời của tao rồi còn lớn tiếng nữa hả? Mày cũng gan trời đó Bình. Thôi đừng có giận nữa mà, tao xin lỗi được chưa? Tao xin lỗi. Trời ơi là trời, bây giờ mày muốn tao làm cái gì? Mày nói ra đi. Mày làm ơn mày nín, mày đừng có khóc nữa được chưa? Con muốn trở về làm gia đình với bé. Con không làm con ngon cho cậu nữa. Vậy thôi phải không? Được, làm với bếp thì làm với bếp. Mày muốn cái gì tao cũng chiều mày hết á. Miễn sao mày nín đừng có khóc giùm tao nữa. Cậu không được làm như vậy với con nữa. Dĩ nhiên rồi, tao chỉ lỡ một lần này thôi. Cô tưởng mày ngon lắm chắc. Xin lỗi mẹ, con gái ngoài kia thiếu. Tao xin lỗi. Đi về. Mày bị đau chân nữa, lên lưng tao cõng cho. Leo lên. Không chịu thì thôi, tao đừng có khóc nha. Bên. Dạ cậu ba. Đem nước vô phòng cho tao. Cậu nhờ người khác đi, con bận nấu ăn rồi. Nhưng tao biểu mày, bỏ đó cho con Hiểm làm. Đem nước vô phòng cho tao. Tao nói mày có nghe không? Đi. Chết chị Bình rồi. Bộ chị Bình bữa nay ăn trúng cái gì hả? Chết cái gì mà chết. Bất quá thì ăn một trận đòn nên thân thôi. Đi ra đây tao biểu. Đi ra đây. Cậu có đánh chết con thì cũng vậy thôi. Con đã nói con không làm con hầu với cậu nữa là không làm nữa. Tao đã xin lỗi mày rồi mà, mày làm gì mà dựng giá dữ vậy? Bây giờ mày nói đi, tao phải làm gì thì mày mới quay trở lại làm con hầu cho tao như trước? Cậu có làm gì cũng vậy thôi. Con sẽ không trở lại làm con hầu cho cậu nữa. Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn. Mày đã từng thấy những trận đòn khủng khiếp tao dành cho đám gia đình rồi. Lẽ nào mày không biết sợ? Vậy thì cậu đánh chết con đi. Cậu đánh đi. Mày đừng có thách tao nha. Đời con gái của con đã bị cậu lấy mất rồi. Bây giờ con có sống thì cũng sống trong nhục nhã thôi. Ai dám cưới con nữa? Ai sẽ cưới con nữa? Con hận cậu, con hận cậu, con hận cậu. Con ghét cậu, con ghét cậu. Nè. Tao chỉ lỡ một lần thôi mà, mày làm gì dữ vậy? Thôi thôi nè, bây giờ tao sẽ đền cho mày tiền. Đúng rồi, mày phải làm con hầu cho tao. Tao sẽ cho mày tiền. Đây, tao cho mày tiền, cầm đi. Con đã nói không làm là không làm nữa. Ê, mày. Mày. Đi. Đi cho khuất mắt tao. Sao kỳ lạ vậy? Đánh nó mà mình thấy đau. Ôi hai,
dừng xe. Dạ. Mở hai. Mở hai. Bà làm cái gì á mà kêu tôi giật ngược vậy? Bộ bà có mối nào làm mai cho chú ba nhà tôi rồi hay sao? Chàng ơi, bao nhiêu cô gái trẻ làng trên tổng dưới tôi đều chỉ hết rồi, giờ đâu còn ai đâu nữa mà mai với mối hả mợ hai? Vậy bà kêu tôi làm cái gì? Mợ hai, tôi có chuyện muốn nói với mợ á. Tôi đã có cách giúp mợ có thai. Thiệt hả? Ừ. Bà đó, tôi có thai hay không á, mắc mới vậy bà phải giúp. Ăn nói bậy bạ không à? Ờ, vậy tôi lỡ lời, tôi xin lỗi. Thôi tôi đi nghe. Ừ, bà đi đi. Thiệt là bậy bạ. Dạ. Mà hai. Đi tiếp đi. Dạ. Cái bà nó vô duyên thiệt. Đúng là ảo tưởng mà. Bộ tưởng á, có con dâu đẻ sai là biết cách chỉ người ta đẻ được hay sao? Mày đó, chuyện này cấm mày bép xép ra ngoài nghe chưa? Dạ con biết rồi mợ. Bây giờ thì chịu thua chưa? Con chịu thua. Chịu thua rồi. Cậu ba ăn gian quá. Buông con ra đi. Không buông. Cậu ba buông ra. Không. Buông ra mà. Ăn nằm với bao nhiêu đứa con gái rồi, mình không nhớ con nào hết, chỉ nhớ một cảm giác với nó thôi là sao? Lần cuối tao hỏi mày, mày có quay về làm con hầu cho tao không? Có chết con cũng không làm. Tao cho mày suy nghĩ thêm một lần nữa. Cậu có cho con suy nghĩ 100 lần, 1000 lần cũng vậy thôi, con không làm. Mày đi gánh đầy hết mấy lu nước mà tao chọn. Một là làm con hầu cho tao, hai là ngày nào cũng đi gánh đầy hết mấy lu nước. Mày đi đâu tao chưa nói xong. Con đi gánh nước. Mày
Lũ à lũ, lũ à lũ, dì Bảy, chuyện như vậy dì Bảy? Cho dì nói chuyện một chút. Dạ. Đi con. Đi con. Đi nhẹ tiếng một chút. Ờ, ngồi đây đi con. Khuya quá. Có chuyện gì vậy dì Bảy? Dì muốn nói với con hổm rày, nhưng vì công chuyện lu bu quá, với lại nói ban ngày sợ nhiều người nghe rồi bàn vô tán vào không có tốt. Chuyện gì mà dì Bảy làm quan trọng vậy? Lũ nè, bày nói bày thích con Bình, có đúng không? Ờ, dì Bảy cũng biết rồi. Ừ. Nói làm gì nữa? Vậy chứ, bày có thấy cả tháng nay, từ lúc con Bình đi Cà Mau về, nó có cái gì khác không? Dạ, con thấy cũng bình thường, đâu có gì đâu khác. À, hay là dì Bảy hỏi cái vụ mà Bình không còn làm con hầu cho cậu ba nữa đúng không? Ừ, dì cũng đang tính nói. Nhưng mà con có biết tại sao con Bình nó không có làm con hầu cho cậu ba nữa không? Ừ, con cũng không có hỏi. Sao mà không có quan tâm chút nào hết trơn à? Thiệt tình, tao không hiểu bày nói bày thích con người ta mà thích ở chỗ nào nữa. Ừ, ai nói con không quan tâm? Thì con thấy em Bình buồn buồn, ít nói. Vậy sao bay không hỏi nó luôn đi chứ? Đâu có. Có hỏi một lần, nhưng mà thấy em Bình không có trả lời. Thấy em Bình buồn buồn, với lại con cũng biết lý do rồi, hỏi chi nữa mất công. Lý do gì? Thì chắc em Bình đi Cà Mau với cậu ba, rồi làm cho cậu ba phật ý, cậu ba phạt không cho làm con hầu nữa. Về đây bắt làm nhiều công chuyện, rồi gặp con Hiểm nữa, nó cứ chọc quê hoài. Bình buồn thêm, rồi bây giờ con hỏi nữa, Bình buồn thêm nữa. Vậy con hỏi làm chi? Con nghĩ vậy hả? Dạ. Mong sao mọi chuyện cũng đơn giản như con nghĩ vậy. Ủa, đơn giản như con nghĩ? Bộ có chuyện gì phức tạp hả? Bảy biết, bảy kể con nghe. Không, dì đâu có nói gì đâu, không có gì hết. Thôi con đi ngủ đi. Dạ. Mà nè Lũ nè, con á, con cũng không có nên thân mật gần gũi với con Hiểm nghe không? Không có tốt đâu. Ủa, bảy cũng biết vụ con Hiểm thích con nữa hả? Nó lộ liễu công khai như vậy ai mà không biết. Con nhỏ này kỳ. Mà con đó, con cũng bỏ cái tật giỡn hết với con Hiểm đi. Đã nói con thích con Bình mà rồi con thân mật với nó nữa. Nè, bộ bắt cá hai tay hay không? Đâu có bảy ơi. Tại con nghĩ không có gì hết, giỡn với con Hiểm thì thấy vui. Với lại làm như vậy là con Hiểm nó không có bẻ chuyện. Ừ. Nó xấu con với M2 với bà chủ, vậy đỡ, có gì đâu. Mà làm như vậy không có tốt, là lợi dụng đó. Rồi con sẽ làm cho con Hiểm hiểu lầm, rồi thành ra sanh hận sau này nữa. Nếu không thích người ta thì bữa nào con lựa lời nói thẳng cho nó biết, nghe không? Dạ con biết rồi, giờ con đi ngủ nha. Ừ, thôi con đi ngủ đi. Ừ, con vô ngủ trước nha dì Bảy. Dì cũng đi ngủ sớm đi. Ngồi cầm vô nha dì Bảy. Ừ, con ngủ trước đi.
có đúng như thằng Lũ nói không? Sao mà mình thấy bất an quá, cứ như là sóng gió sắp nổi lên rồi. Đúng là cậu ba đi du học nước ngoài vậy có khác hơn hẳn những người mà em đã từng gặp trước đây. Rất tuyệt vời. Em thích anh. Còn em thì anh vẫn thấy nhàm chán như bao nhiêu lần khác, chả có chút cảm xúc nào. Sao lần này anh cho em nhiều quá vậy? Em cảm ơn anh. Em thấy bao nhiêu đó là nhiều sao? Dạ, nhiều lắm chứ. Nhiều đến mức em không dám mơ luôn. Mà sao hôm nay anh hào phóng với em quá vậy? Vì anh muốn hỏi em một câu. Anh cứ hỏi đi, bao nhiêu câu cũng được, bao nhiêu câu cũng sẵn sàng trả lời. Em mất đời con gái khi nào? Chuyện này anh hỏi là khi nào? Nói. Năm em 18 tuổi, em đã bị cậu Nam An, một người có quyền thế trong làng dự ý, cậu ấy rủ em đi chơi rồi ở với em. Cảm giác của em lúc đó ra sao? Dạ em sợ. Em sợ cái gì? Em sợ má của cậu biết được, nghĩ là em đã quyến rũ cậu Nam An, bà ấy sẽ đánh em chết. Nhưng mà cậu ta là người đã cướp mất đời con gái của em mà. Tuy là đúng như vậy, nhưng mình phận hèn, thấp cổ bé họng, nói ai mà tin. Rồi sau đó? Cậu Nam An cho em một số tiền lớn rồi đuổi em ra khỏi xứ. Đuổi em ra khỏi xứ luôn hả? Cậu Nam An rất nghiêm. Tuy là em có nói rõ là em không cần danh phận, chỉ xin cậu cho em ở lại hầu hạ gối chăn, nhưng cậu kiên quyết đuổi em đi, nên em cũng từ đó mà lưu lạc phong trần, bước vào cuộc đời kỹ nữ phong lưu này. Vậy mà lại có người sướng không chịu hưởng, rượu mời lại không uống. Anh đang nói ai vậy? Không. Vậy bây giờ anh đã đói bụng chưa? Có muốn em gọi món gì cho anh ăn không? Hay là để em hầu anh thêm một lần nữa nha. Anh đã nói là không mà. Tôi đã nói với bà, không được cho ai biết chuyện tôi tới gặp bà. Tại sao bà lại dám chặn xe tôi trước mặt thằng Lũ như vậy? Lỡ như nó đồn ra ngoài, tới tai má chồng tôi thì sao? Tôi biết, nhưng nếu không làm vậy thì làm sao tôi có thể gặp mợ hai được? Chuyện gì? Mấy bữa nay tôi suy nghĩ nhiều lắm. Chắc là tại lúc đó tôi làm ác, bây giờ ông trời ông trả báo tôi. Cho nên bây giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đó mợ hai. Chuyện bà phạm lỗi rồi bà có ăn năn hối hận hay không là chuyện của bà. Bà nói với tôi làm gì? Vì chuyện đó có liên quan tới mợ hai.
Liên quan tới tôi hả? Mợ hai, tôi nghĩ mợ đừng tìm thuốc chạy chữa cho cậu hai làm gì, mà cũng đừng đi cầu tự làm cái gì nữa. Không bao giờ có kết quả đâu mợ hai. Bà nói như vậy là ý gì? Tại sao lại không có kết quả? Tại vì hồi đó cậu hai từng bị quai bỉ. Quai bỉ? Dạ. Bà nói chồng tôi, anh Văn, từng bị quai bỉ sao? Phải, cậu hai bị như vậy, nhưng bà hỏi giấu không cho ai biết hết. Lúc đó ông nhà tôi, ổng là thầy thuốc, từng tới nhà khám cho cậu hai nên ổng mới biết mà thôi. Nhưng mà nếu má tôi biết anh Văn bị quai bị, tại sao lại còn trách móc tôi không sinh con? Chuyện này thì tôi không biết, nhưng mà năm xưa cũng vì chuyện này mà tôi mới bị má con Dung từ hôn với cậu hai đó. Bây giờ thì bà chịu khai rồi. Thì ra là lý do này, chứ không phải là vì hai người họ không hợp tuổi. Thật ra con Dung nó tuổi Hợi, nhưng vì muốn từ hôn khéo nên má con Dung mới nói với bà Hội là con Dung tuổi Dần. Thành ra khi bà Hội đi coi thầy thấy kỵ tuổi nên chịu hồi hôn ngay. Bà cũng giỏi mưu mẹo dữ. Tôi không phải là người giỏi mưu mẹo, cũng không phải là người độc ác. Chỉ vì năm đó thằng con của tôi nó thương con Dung dữ lắm, nó năn nỉ tôi. Tôi cũng vì thương con cho nên. Vậy rồi bây giờ bà nói cho tôi biết chuyện này để làm cái gì? Bà muốn lấy bí mật này để ép tôi hả? Tôi đã làm chuyện ác nhân thất đức một lần rồi, giờ canh cánh bị quả báo nên sẽ không làm chuyện ác nữa đâu. Hôm nay tôi gặp mợ hai, nói cho mợ hai biết cái bí mật này. Thứ nhất, tôi muốn lương tâm tôi thanh thản. Thứ hai, muốn nhờ mợ hai nói với cậu hai một lời. Mà muốn tôi nói chuyện gì với chồng tôi? Chuyện anh ấy bị quai bị nên bị vô sinh hả? Dạ không, tôi muốn nhờ mợ hai kêu cậu hai tới gặp thằng con tôi một lần, nói cho nó biết là cậu hai không còn tình cảm gì với con Dung nữa hết, cho thằng con tôi nó yên tâm, nó không còn ghen tuông nữa. Thằng con của bà nó đang ghen với chồng tôi sao? Anh ta nghĩ là chồng của tôi đang tư tình với con dâu của bà sao? Thiệt là không biết tự lượng sức mà. Tôi biết một người cao quý như cậu hai sẽ không bao giờ tơ tưởng tới con dâu của tôi, nhưng cũng vì hôm trước cậu hai có nói chuyện với con dâu của tôi trên đường mà để thằng con tôi nó bắt gặp. Mặc dù con dâu của tôi nó đã hết lời giải thích, nhưng thằng con tôi nó không tin, nên tự ghen đã đâm ra rượu chè, còn hành hạ đánh đập vợ nó rất là tội nghiệp. Nên tôi đánh liều năn nỉ mợ hai, xin mợ hai nói dùm một tiếng để gia đình tôi nó trở lại hạnh phúc ấm êm. Dù gì tụi nó cũng đã có với nhau ba mặt con rồi mợ hai. Chuyện đó thì bà không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, bà đừng có nghĩ ai bị qua bị thì cũng là bị vô sinh đâu nghe. Mấy lúc gần đây thấy con Bình nó hay ói và thích ăn chua nữa, có đúng không? Dạ
Đúng rồi, mới hồi nãy thôi nè, em Bình nhờ con hái giùm mấy chùm me non. Ừ. Hồi sáng hôm qua ăn cơm xong bị ói, hồi chiều này ăn cơm cũng bị ói, ói hoài. Không biết Bình có bị bệnh gì không nữa, con lo quá. Nếu muốn biết có bệnh gì không thì phải đi thầy bắt mạch mới biết được. Nè Lũ, con coi lúc nào rảnh á, có thể trốn ra ngoài được. Con rủ con Bình cùng đi, đi ra thầy vẫy theo đó, để thầy bắt mạch coi nó có bệnh gì không. Dạ con biết rồi. Bình, em bị gì mà ói hoài vậy? Em cũng không biết nữa. Cả tuần nay em cứ bị vậy hoài à. Em cứ ăn vô bao nhiêu á là ói hết bấy nhiêu. Chị Bảy nói em bị bệnh rồi đó, phải đi bắt mạch hút thuốc mới được. Bắt mạch hả? Ừ. Thôi đi, chắc em không sao đâu. Chừng vài bữa là em hết liền hả? Với lại bắt mạch hút thuốc tốn tiền dữ lắm. Không có sao đâu, chị Bảy cứ đưa tiền cho anh rồi. Hay là trưa nay anh với em lén trốn ra đến chỗ thầy Bảy á để bắt mạch hút thuốc, chứ anh thấy em ôm nhôm xinh lẹ. Ừ, em cũng thấy mệt dữ lắm. Vậy trưa nay anh dắt em đi bắt mạch nha. Còn bây giờ đưa cái nước đây anh gánh giùm cho. Đã bệnh như vậy mà bữa nào cũng gánh nước. Thôi mà, cậu ba đã nói rồi, cấm không có cho ai hả? Phụ em rồi, anh không sợ bị đòn hay sao mà phụ em? Bị đòn cái gì mà bị đòn? Bây giờ anh gánh phụ em, gần về tới nhà anh đưa cho em gánh vô. Với lại cậu ba ở trong nhà không có thấy đâu. Với lại thời gian gần đây á, cậu ba đi chơi không à? Đây. Bắt mạch, hút thuốc, lại còn mắc ói nữa. Con Bình. Bình bị làm sao vậy? Bình bị bệnh gì vậy thầy? Cô ấy không có bệnh tình gì hết á, chỉ là cô có thai rồi. Cái gì? Có thai? Có thai là sao thầy? Có thai là có thai, là có bầu, có chữa, cậu không biết hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không biết gì hết vậy? Không phải, con biết là, con biết chuyện này, con biết là có thai là có bầu, nhưng mà làm sao Bình có bầu được? Không thể nào. Trời đất ơi, tôi là thầy thuốc, chỉ biết trả lời về bệnh tình thôi, không trả lời câu hỏi này. Thầy có bị lộn không? Anh Lũ, anh đừng có hỏi nữa. Anh trả tiền cho thầy đi, rồi mình đi về. Em biết sao mình có thai rồi. Cái gì mới sáng sớm mà làm như nhà cháy vậy? Dạ, chuyện này còn hơn cháy nhà nữa mợ. Kinh thiên động địa dữ lắm. Con Bình. Chuyện gì? Con Bình nó có bầu. Mày nói thiệt hả? Dạ trời ơi, chính mắt con nhìn thấy, chính tai con nghe rõ ràng như vậy. Con Bình nó có bầu thiệt. Dám có chữ hoàng. Cái con này đúng là gan trời mà. Có bầu. Trời. Trời ơi, nhưng mà là của ai? Có phải là của bay không?
Dì Bảy nói gì kỳ vậy? Con làm sao dám làm mấy cái chuyện động trời như vậy? Vậy là của người đó chắc chắn là không sai. Người đó là ai vậy dì Bảy? Dì Bảy chỉ đoán mò thôi, nhưng mà cầu mong không phải. Nếu không thì con Bình nó khổ tới nơi rồi con à. Con của ai thì Bình cũng khổ hết. Bà chủ hồi đó giờ ghét nhất cái chuyện người ở mà có chữ quan. Rồi con Bình, con Bình nó đâu rồi? Nó có nói gì với Bảy không? Có nói gì đâu. Từ lúc có tiệm thuốc về á, Bình im lặng. Còn về tới đây thì trốn mất biệt hả? Bởi vậy con mới kể cho dì Bảy nghe, để coi dì Bảy có giúp gì được không. Con mà biết được thằng nào chủ cái bầu thai là con đập nó chết. Con Bình, con Bình đâu đấy tao biểu? Dạ thưa bà, thầy Bảy đã tới. Dạ thưa bà. Bữa nay tôi mời thầy tới là để nhờ thầy giúp cho tôi một chuyện. Phiền thầy bắt mạch giùm con hầu nhà tôi, xem coi nó có bầu hay không. Dạ thưa bà, với cô này thì tôi không cần bắt mạch tôi cũng nói được. Đúng là cô ta đã có bầu 2 tháng. Vì hồi sáng này tôi mới vừa bắt mạch xong. Được rồi, cảm ơn thầy. Hai à? Dạ. Trả tiền cho thầy, mời thầy về giùm má. Thầy Bảy à, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy biết. Tôi nói nhiều đó chắc thầy hiểu. Dạ thưa bà, chuyện này tôi rõ. Chuyện này tôi nguyện là sống để bụng, chết mang theo. Tốt, được vậy thì tôi cảm ơn thầy nhiều. Hai, trả công cho thầy xứng đáng. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Tốt. Cảm ơn mợ. Tiễn thầy. Dạ mời thầy. Bây giờ mày còn lời gì để chối nữa không? Dạ, con không có chối. Không chối có nghĩa là mày thừa nhận có bầu. Dạ. Nhưng mà người làm mày có bầu là ai? Dạ. Bây giờ mày lập tức khai cái thằng đó ra. Dạ. Dạ. Dạ, dạ không có ai hết. Tự mình con có bầu. Cái gì? Bà hỏi một lần nữa, mày có chịu nói ra hay không? Con không nói được. Không nói được hả? Mày đâu? Dạ. Đánh nó.
tới chừng nào nó chịu khai ra thì thôi. Đến. Dạ. Bao nhiêu roi như vậy mà không chịu khai. Mày đúng là gan lì lắm. Mày tưởng mày làm như vậy là có thể bảo vệ được thằng nhân tình của mày sao? Không cần mày khai, tao cũng biết cái thằng đó là ai rồi. Hai, cô biết sao? Dạ thưa má, gần đây á, nó với lại thằng Lũ thường hay lén lút với nhau. Mà sáng nay á, chính thằng Lũ đưa nó đi bắt mạch. Không phải thằng Lũ thì còn ai vô đây nữa hả má? Dạ. Mợ Hai ơi, không phải. Trời ơi, Mợ Hai ơi. Cô lại Mợ Hai, Mợ Hai đừng có nói vậy. Tội nghiệp con, qua cho con Mợ Hai. Qua cho con bà chủ ơi, con không có. Thưa bà, thưa mợ, không phải Lũ đâu. Không phải đâu bà, không phải đâu mợ. Dạ, con thưa bà chủ, con thưa mợ, chắc chắn là phải anh Lũ đâu. Mày im miệng đi. Nếu không phải thằng Lũ làm mày có bầu thì ai vô đây? Nếu như mày muốn nó khỏi tội thì mày lập tức khai ra đi. Là thằng nào làm mày có bầu hả? Dạ con. Dạ. Dạ. Dạ, dạ con không nói được. Nhưng mà con thề là không phải anh Lũ. Mợ ơi, mợ Hai ơi, xin đừng đổ oan cho ảnh mà. Nhìn cái thái độ của mày, lo lắng cho nó thì đáng khả nghi lắm. Dạ không, dạ không, không phải. Không phải đâu mà. Không phải đâu. Má à, không có khả nghi gì nữa. Con chắc chắn với má là hai cái đứa này nó chơi trò mèo mã gà đồng rồi. Má không cần phải nói nhiều. Má gô đầu hai đứa này đem lên cho cai xử đi má. Xưa nay có luật á, phạm gái chưa chồng chữ quan, phường mèo mã gà đồng, ngoại tình lăng nhăng á thì phải nhốt lòng heo thả trôi sông, còn bị phạt giả một con heo để đãi cả làng ăn nữa. Bà ơi, con lại bà, con lại bà mà. Dạ, chuyện này con biết mà má. Con biết mà còn kêu má giải tụi nó ra làng ra chợ hả? Chuyện thần như giết người chưa đủ bất mặt với mọi người sao? Mà còn nghe chuyện này biêu ríu ra khắp làng trên xóm dưới nữa. Có người chữa quan ở trong nhà như vậy, chuyện này đồn ra mất mặt, ai mà còn tin tưởng gia đình mình nữa. Ờ, dạ con đúng là cạn suy rồi. Nhưng mà má à, nếu như không đem tụi nó ra làng xử, chẳng lẽ dễ dàng tha cho tụi nó như vậy sao? Tha hả? Tội gì cũng có thể tha, nhưng mà tội chữa quan thì đừng hòng. Luật lệ đề ra mấy chục năm ở trong cái căn nhà này nè, không có đứa người ở nào nó dám cãi hết. Má, vậy má tính xử hai đứa làm sao hả má? Dám chữa quan trong căn nhà này chỉ có con đường chết. Má, bộ má định xử chết con mình thiệt hả? Từ xưa tới nay má chưa nói chơi bao giờ. Dám làm ô danh xui xẻo nhà này thì chỉ có con đường chết.
Bay đâu? Dạ. Đem hai đứa này ra, đống trăng phơi nắng phơi sương, chờ sáng mai đem ra giết quan sau giường, dìm chết hết cho bà. Bà ơi bà, tôi con không chịu, con chấp nhận tất cả hình phạt, nhưng xin bà tha cho anh Lũ. Anh Lũ bị quan mà bà. Muốn tha hả? Muốn tha cho nó thì lập tức nói ra đứa nào đã làm cho mày mang bầu. Nói đi. Dạ, con không nói được. Không nói được. Không nói được. Vậy thì chờ chết chung đi. Ba. Mày không chịu khai thì ở đó mà chờ chết đi. Tụi bay đâu? Dạ. Lo nó đi cho tao. Dạ. Thôi chết rồi, bà chủ xử chị Bình với anh Lũ chết á. Mà có khi nào bà giận quá bà nói suông vậy không vậy Bảy? Bà chủ không có nói suông đâu. Mà cái chuyện mà xử người ở có chữ quan ở trong cái nhà này không phải là lần đầu. Dì nói không phải lần đầu là sao? Bộ lúc trước nhà này có người chữ quan hả? Mà hồi nào con không biết. Không, dì không có nói cái gì hết. Hiểm à, cái chuyện này vừa lòng mày chưa? Con đâu có ngờ là chuyện ra nông nổi này. Con chỉ muốn là con Bình nó bị ăn đòn mấy rồi rồi mà. Mấy rồi hả? Là ba mạng người đó. Mày có biết không? Anh Lũ, anh Lũ ơi. Đi em. Thôi anh. Em cho anh lần nữa đi mà. Bà chủ ngồi xuống. Làm mệt lắm đó. Anh đang nghĩ em mà. Nghe, nghe lời anh đi. Thôi mà. Thôi. Bà chủ ngồi xuống là chết em đó. Em à. Em lại cậu chủ đó. Cậu chủ thương em thì cậu đừng có tìm em nữa. Mợ chủ mà biết được chuyện này thì mợ giết em chết luôn đó. Anh đã nói với em rồi, em đừng có lo lắng. Anh sẽ bảo vệ cho em, không ai có thể làm gì được em hết. Nhưng mà... Nhưng vậy gì nữa? Ông này lạ thiệt. Đêm hôm khuya khoắt mà ông đi đâu vậy không biết. Nhất định sẽ thuyết phục má anh cho em một danh phận đàng hoàng. Hiểu nhưng không? Mà bà chủ không bao giờ chấp nhận kẻ ăn người ở như em và làm dâu đâu. Kẻ ăn người ở nhưng mà có giọt máu của anh ở trong bụng đó, bao nhiêu đó thôi là em cũng đủ ăn đứt cái bà vợ tối ngày chỉ biết ăn không có biết đẻ của anh rồi ha. Nè, ngày mai anh sẽ mua cho em một cái giường mới cho nó êm ái. Cái giường này nằm đau lưng quá trời quá đất cả.
ơi. Hay lắm, cậu chúng tôi bắt quả tang rồi. Hết chối cãi với tôi rồi hả? Đồ mèo mã gà đồng, gian phu dâm phụ. Đừng có sợ. Mày làm cái gì vậy? Thôi đi, đủ rồi. Ông vừa phải thôi. Ông gan lắm, ông dám binh nói trước mặt tôi hả? Được rồi, ông nhớ đó, sáng ngày mai tôi sẽ nói với cha tôi, đưa hai người ra quan. Đồ gián phu giám phụ, ông và nó sẽ được bỏ lòng heo, thả trôi sông. Khoan đã, em nghe tôi nói. Không có nghe nói gì hết á. Ông ngày mai đưa nó lên nhà trên cho tôi hỏi chuyện. Cậu Dũng, cậu Dũng, giờ sao cậu Dũng? Đừng sợ. Mợ ơi, mợ tha cho con đi. Mợ ơi, mợ, mợ tha cho con đi mợ. Mợ. Em, dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng mà. Em đành lòng nhìn anh chết mà em không cứu sao? Tình nghĩa vợ chồng hả? Vậy lúc ông tằn tiều với con này, ông có nghĩ gì tới tôi không? Hả? Mợ tha cho con đi, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi mợ mà, lần sau con không dám vậy nữa đâu. Mày còn mợ. Lần sau nữa hả? Kìa. Mợ ơi, mợ tha cho con đi mợ. Ông quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống. Anh năn nỉ em, tha cho anh với lành lần này đi. Anh hứa anh sẽ thương em suốt đời, anh không phản bội em đâu. Nếu mà em không tin thì anh xin thề. Ông không cần phải thề. Ngay trong lúc này ông phải giết chết nó trước mặt tôi thì tôi sẽ tha cho ông. Anh mà ơi, mà tha cho con đi mà. Ông không dám giết nó hả? Không. Được. Bay đâu? Chuẩn bị xe cho tao. Tao sẽ về nhà ông ngay trong ngày hôm nay. Em, đừng đi. Anh. Làm liền đi. Cậu hết thương em rồi sao? Mợ ơi, còn con của cậu nữa. Em, trong bụng đó còn giọt máu của anh. Em hãy rủ lòng thương, khi sinh con ra rồi mình giết nó cũng không muộn mà, phải không em? Không được. Ông định bôi trơ trét trấu vô mặt tôi hả? Giờ phút này ông không có quyền mặc cả với tôi ở đây. Bây giờ ông chỉ có hai con đường. Một là ông phải giết nó, hai là ông phải chết cùng với nó. Mợ ơi, tha cho con đi mợ. Cậu giết. Cậu. Cậu nỡ giết em thì sao? Còn con của mình nữa mà. Cậu. Thank you.
Nếu em không tha cho con anh một con đường sống thì anh chỉ còn một con đường chết mà thôi. Em đi báo án đi. Được, ông muốn chết với nó lắm chứ gì. Vậy hai người hãy ngồi đây chờ đó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sau khi nó sinh xong, ông sẽ chính tay giết nó đúng không? Không, không được, không, không được đâu con. Không. Anh sẽ thề, có trời, nếu anh không giữ lời, thì cả nhà anh sẽ chết vì bệnh ung dịch. Được, nhưng tôi sẽ không để cái thai của nó lan truyền ra ngoài, và nó cũng sẽ không được sanh trong ngôi nhà này để làm ô uế. Còn nó muốn giữ cái thai này phải nhất nhất nghe theo lời tôi. Bây giờ em muốn gì anh cũng nghe hết. Ông nhớ đó, anh nè. Má nói á, sáng mai bỏ con Bình với thằng Lũ vô lồng heo thả trôi sông đó. Theo anh á, má có làm thiệt không? Hay là má chỉ đang hù thôi? Dĩ nhiên là má hù dọa tụi nó rồi. Hỏi vậy mà cũng hỏi à. Bộ nhìn má giống người dám giết người lắm sao? Thì anh nói cũng phải. Nhưng mà hồi chiều á, em nhìn thấy mặt má nghiêm trọng lắm, không có giống như má hù suông đâu. Chắc hồi chiều má giận quá, nhưng mà không đến nỗi giết người đâu. Vậy theo anh á, nếu như má không giết thì sáng mai má sẽ làm gì tụi nó? Anh nghĩ là bất quá má sẽ cho thêm một trận đòn, rồi bỏ đói phơi nắng, cũng có thể là đuổi tụi nó đi, không cho tụi nó làm ở đây nữa. Đúng rồi đó. Em nghĩ tốt nhất là đuổi hết tụi nó đi. Nhất là con mình, em không có ưa nó một chút nào hết trơn. Dạ, dạ. Chị Bảy. Dạ, dạ thưa cậu hai, tôi biết là đã khuya rồi, không có nên làm phiền giấc ngủ của cậu mợ. Nhưng mà chuyện cấp bách lắm, nên tôi không có thể không gặp được. Xin cậu hai niệm tình tha thứ. À, con cũng chưa ngủ. Mà có chuyện gì chị gấp gáp quá vậy? Dạ, dạ cậu hai, cậu có thể nào cậu cho tôi xin 10 phút để nói chuyện riêng được không cậu?
Có chuyện gì mà gấp? Để sáng mai không được sao? Dạ, dạ tôi cũng biết là khuya rồi, nhưng mà chuyện trọng đại liên quan tới mạng người nữa, không thể không nói được. Cậu hai, tôi năn nỉ cậu, xin cậu cho tôi xin 10 phút được không cậu? Tôi năn nỉ cậu, cho tôi xin 10 phút đi cậu. Được rồi, 10 phút thì 10 phút. Em có mệt thì ngủ trước đi. Dạ, dạ xin phép mợ ạ. Chuyện gì mà gấp vậy chứ? À, chắc bà ấy cũng như mình, tưởng má sẽ giết con Bình nên tới xin xỏ đây mà. Chuyện này con với vợ con cũng vừa bàn với nhau xong thôi. Má con chỉ hù thôi à, chứ không có chuyện nghiêm trọng gì đâu. Dì Bảy đừng có lo. Cậu hai, cậu nói như vậy là cậu chưa hiểu hết bà chủ đâu. Bà chủ không có dọa suông đâu, là thiệt đó cậu. Ngày mai bà chủ sẽ xử chết con Bình với thằng Lũ. Không đâu dì, con hiểu má con mà. Má con tuy khó khăn hay là khắt khe với gia đình, nhưng không đến nỗi mà xem mạng người như là cỏ rác vậy đâu. Đó, dì Bảy cũng thấy đó. Như chuyện ngày xưa Khải Duy lỡ tay giết chết người đó, má con đã đau khổ một thời gian rất dài. Sau đó đền bù cho gia đình nạn nhân rất là nhiều tiền. Cho nên chị đừng có lo ha. Bây giờ nghe con, vô ngủ đi. Cậu hai, bà chủ có thể tha thứ hết mọi tội lỗi, nhưng mà với cái tội này bà chủ nhất định không dung thứ đâu. Nếu cậu không giúp thì tôi e rằng ngày mai á, hai đứa nó đều phải chết hết. Con đã nói là không sao rồi, dì không tin con sao? Cậu hai, cậu hai à, dì, dì cậu chưa có biết được một chuyện. Chuyện gì? Chuyện đã từng xảy ra trong căn nhà này 20 mấy năm về trước. Nào yên ổn không? Lúc nào trái tim má cũng phập phồng lo lắng, đêm nào má cũng chập chờ sợ hãi trong giấc ngủ. Má không biết giờ nào phút nào người ta sẽ bắt con đi. Em sinh con hồi nào vậy? Dạ, gần được 2 tuần rồi. 2 tuần? Trời ơi, cái con Bảy này. Anh đã dặn khi nào em sinh là phải báo tin cho anh liền. Vậy mà tới bây giờ, trời ơi. Anh đừng có la chị Bảy, là do em kêu chị chậm báo tin về đó. Sao em làm vậy? Em có biết là anh nóng lòng gặp con không? Đâu, để anh coi đứa nhỏ coi. Con trai em ơi, nó giống anh quá trời quá đất. Trời ơi, má anh mà biết được chuyện này, má anh mừng lắm đó. Em cũng muốn cho hai cha con anh gặp nhau sớm, nhưng em lo lắm. Em lo cái gì? Em lo mợ biết sẽ... Trời ơi, có cái gì đâu mà lo. Anh còn nhớ lời thề của anh hôm trước không? Lời thề? Lời thề gì? Lời thề anh sẽ giết em đó. Trời ơi, anh chỉ nói cho qua chuông thôi, chứ anh thương em nhiều như vậy,
Lòng dạ nào mà anh giết em cho đành. Với lại giết em rồi thì sữa đâu mà cho con anh bú hả? Nhưng mợ sẽ không để yên cho em đâu. Anh đã nói rồi, em không cần phải lo. Cái chuyện mà em có con với anh đó, anh đã kể cho chú Út nghe hết rồi. Chú Út rất là thương em và hứa với anh sẽ sinh má để cho anh được cưới em về làm thiếp đó. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Nhưng em sợ mợ lắm. Lại nữa, em không cần phải lo sợ. Bà ấy vẫn chưa sanh được con. Lạng quạng hả? Là anh bỏ luôn đó. Ông đang làm cái gì vậy hả? Đi ra đây. Cái gì vậy? Mày dừng lại đi. Ông buông tôi ra đây. Trời ơi, chết đi. Mày dừng lại. Trời ơi là trời. Bà làm cái gì vậy? Một khoảng người đó, biết chưa? Lành, Lành ơi, em có sao không? Lành, Lành, Lành ơi. Trời ơi, Lành, Lành. Trời ơi. Lành ơi, Lành ơi. Lành ơi, tỉnh lại, tỉnh lại Lành ơi. Tỉnh lại Lành ơi. Không phải vì dì muốn cứu hai người họ cho nên dì đỡ đại không? Cậu hai, bao nhiêu năm nay cậu có bao giờ thấy tôi nói sai điều gì chưa? Với lại chuyện này rất quan trọng, can hệ đến mạng người, tôi không dám đặt điều đâu cậu. Trong tất cả các lỗi lầm của gia đình, tội gì bà chủ cũng có thể tha thứ hết, nhưng chỉ tội này là không. Bởi vì năm xưa, lúc đem xác người con gái đó đi chôn, bà chủ đã ném theo xác người một lời thề. Thề? Dạ. Má con đã thề câu gì? Tất cả những gia đình trong gia đình này, nếu phạm tội lăng loàn, trong bọc trên dâu đều phải chết. Tại sao má con lại thề độc như vậy chứ? Vì bà chủ đã quá căm thù người con gái mà thua bà toàn diện, lại khiến cho bà chịu sự hững hờ giá lạnh của ông chủ trong nhiều năm tháng. Nếu như đúng như lời dì nói như vậy thì Thị Bình và thằng Lũ kia chết chắc rồi. Dạ phải rồi. Không được, mạng người là quan trọng. Dạ. Con phải đi khuyên má. Cậu ơi, tôi xin cậu, xin cậu đừng vô đó. Cậu không đi được đâu. Tại sao vậy dì? Tại vì sự có mặt của cậu lúc này chẳng khác nào đổ dầu thêm vô lửa, càng khiến bà chủ tức giận thêm thôi. Dì à, tại sao sự có mặt của con lại khiến má con thêm tức giận vậy chứ? Vì cậu chính là đứa con riêng của ông chủ mà bà chủ căm ghét nhất. Mà tại sao sự có mặt của con lúc này lại giống như dầu thêm vô lửa là sao hả dì Bảy? Dạ tại vì tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà cậu hai à, trong chuyện này tôi thấy nếu để cậu ba thuyết phục bà thì mai ra. Dù sao thì bà chủ cũng coi trọng tiếng nói của cậu ba hơn. Đúng rồi, nếu mà có Khải Duy thuyết phục á thì có thể má con nghe. Nhưng bây giờ Khải Duy đã theo đám bạn đi chơi rồi, không biết đến bao giờ mới chịu về nữa. Cậu hai, cậu không biết cậu ba hiện giờ ở đâu sao? Không phải là con không biết, nhưng mà sáng mai là má con đã xử chết Thị Bình với Lũ rồi, mà bây giờ làm sao tìm Khải Duy về kịp bây giờ? Cậu ơi, tôi xin cậu, cậu mận ơn cho tôi biết cậu ba đang ở đâu đi cậu. Con chỉ biết Khải Duy đang ở thị xã chơi với bạn nó rồi, còn địa điểm ở đâu thì con không thể nói. Thị xã? Trời ơi, từ đây lên thị xã đi về bằng xe đò nhanh nhất
cũng phải mất mấy tiếng lận. Làm sao mà kịp bây giờ hết trời. Có xe hơi thì may ra, nhưng tiếc là Khải Duy đã lấy xe hơi đi mất tiêu rồi. Ông trời ơi, lẽ nào ông để người Nga chết quan sao hả ông trời? Không được, không thể nhìn người chết mà không cứu được. Con phải vô thuyết phục má con. Cậu hai ơi, tôi xin cậu đó, cậu đừng có vô trong đó. Dì Bảy à, hôm nay con thấy những lời của dì nói rất là lạ luôn. Hả? Con biết á, là má con thương Khải Duy hơn con. Nhưng dù gì, con cũng là cậu hai ở trong nhà. Không lẽ nào tiếng nói của con không có trọng lượng chứ? Cậu hai ơi, nếu mà cậu vô trong đó, càng làm cho tụi nó mau chết hơn cậu ơi. Dì đừng có nói lung tung nữa. Cậu hai ơi. Em làm cái gì vậy? Câu này phải để em hỏi anh thì đúng hơn. Anh định làm cái gì? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà đi qua gõ cửa phòng má hả? Bây giờ cũng quá nửa đêm rồi, nhưng nếu không gõ cửa, Bình và Lũ chết chắc luôn đó. Những gì cái bà già nhiều chuyện đó nói với anh, em đã nghe hết rồi. Em đã nghe rồi, tại sao ngăn cản anh chứ? Ngay cả bà ta cũng biết là anh không có được má thương. Bà ta cũng khuyên anh là đừng có đi gặp má giờ này. Vậy mà anh không hiểu là anh sao? Cho dù anh có bị má chửi thì anh cũng khuyên can thôi. Anh không thể nào thấy chết mà không cứu. Với lời thề độc của má, em không nghĩ là má dễ dàng tha thứ cho họ đâu. Anh tốt nhất đừng có xen vô chuyện này. Yên thân yên phận làm cậu hai, đi lên giường ngủ cho em liền đi. Không được. Em nói được là được. Anh lập tức lên giường ngủ cho em. Em tại sao lại như vậy? Bình là một đứa ngoan, tại sao lại mang thai? Mà nó mang thai với ai? Lũ sao? Rõ ràng mình thấy nó có tình cảm với Khải Duy mà. Hình như con lo nhiều nhất là chuyện của cậu ba á. Tại vì đêm nào cậu ba cũng nghe con hát luôn. Nay con đi rồi, con sợ cậu ba ngủ không được. Dạ, trước khi con đi á, con có lấy cho cậu ba chai mật ong. Con có dặn cậu ba là tối phải pha nước ấm uống, nhưng mà con sợ cậu ba làm biếng không có pha uống. Rồi con lo mấy bụi bông lài không ai tưới, để chết khô luôn. Con bị mợ hai đánh, cậu ba còn cho con thuốc sức nữa đó. Cậu hai biết không, áo của con rách nè, cậu ba mua cho con 2 cái luôn. Nè, cậu hai coi nè, áo này á là do cậu ba mua cho con á. Anh ơi, sáng giờ anh hai có thấy Bình đâu không? Em tìm hết khắp nhà rồi mà không có thấy. Em tưởng nó ra đây phụ anh chị chứ. Hồi sáng giờ anh cũng không thấy nó nữa. Em biết rồi, tôi không phiền anh nữa. Vừa đủ 2 tháng. Không lẽ yeah.
Ủa Khải Dương. Dạ. Em đi đâu vậy? Em có hẹn với mấy đứa bạn đi nhậu, đi đá gà. Và đến tủ lâu trác tán với mấy cô kỹ nữ nữa phải không? Ừ, chính xác. Sao tự nhiên em đã nói với anh là từ nay lo làm ăn, sẽ không mê chơi nữa rồi mà. Những lời nói trong lúc trà dư tửu hậu, anh hai tin làm gì? À, em nè, tại sao em không cho con Bình hầu em nữa vậy? Tại em ghét nó. Nó dám làm ra vẻ tự cao trước mặt em. Tự cao trước mặt em? Ủa mình hai nhắc nó làm gì? Bây giờ em không thích nó nữa. Từ lúc đi Cà Mau về, Duy và con Bình rất lạ. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Câu hỏi này chỉ có Khải Duy mới trả lời được thôi. Mà Khải Duy lại không có ở nhà. Không được. Mày ra đây làm cái gì? Em không có muốn chuyện này liên lụy tới anh. Em chỉ muốn dạy cho con Bình một bài học thôi. Anh đừng giận em nữa. Em xin lỗi anh. Dì Bảy đã nói cho em nghe rồi. Bà chủ sẽ không tha cho anh đâu. Em có nấu cháo cho anh, để anh chết không phải là con ma đói. Tao không ăn. Tao có làm con ma đó cũng không thèm ăn đồ ăn của mày nữa. Giờ khi nhớ cái mặt của mày, nếu mà tao có chết đó, tao sẽ lên đồ mạng của mày đó hiểm mà. Anh đừng có nói vậy mà. Em thật sự không có muốn hại chết anh. Em chỉ muốn con Bình nó bị đòn thôi. Ai ngờ lại ra nông nổi này. Anh Lũ ơi, anh ăn miếng cháo đi, em đút cho anh ăn nghe. Tao không ăn. Nhưng mà tao hỏi mày nè, tại sao lòng dạ của mày độc ác dữ vậy hiểm? Lúc nào cũng muốn tính chuyện hại người hết là sao? Bây giờ nè, mày đạt được ước nguyện của mày rồi đó, mày vừa lòng hả dạ mày chưa hiểm? Em không có muốn vậy mà. Em thương anh thì làm sao em có thể hại anh được chứ. Mày im đi. Mày đừng có giả bộ khóc khóc. Mày ra vẻ tội nghiệp để tao thương mày hả? Tao nói cho mày nghe, tao sẽ không bao giờ tha thứ và thương một đứa con gái có tâm địa độc ác xấu xa như mày đâu. Mày đi đi. Đi đi. Đi cho khuất mắt tao. Đồ độc ác.
nham hiểm. Mày có làm cái gì nữa? Hiểm, mày làm cái gì vậy? Tất cả là tại mày hết. Đồ hư thân mất nết. Mày ở với ai? Tại sao mày không khai ra? Mày để anh Lũ chịu quen với mày hả? Mày còn khóc nữa. Mày im đi, mày khóc, hiểm. Khóc nữa. Mày thối dữa, mày khùng hả? Mày khôn không? Thì mày khai ra. Mày ăn ở với thằng nào, hiểm. Mày không được khóc. Mày làm cái gì vậy? Mày nói chưa? Hay là tao ra nhà sau tao lấy đôi bếp tao cạy miệng mày, mày mới nói. Hiểm, mày thôi đi chứ Hiểm. Mày biết khùng hả? Bình ơi, tao lại mày. Anh Lũ của mẹ già, người chăm sóc, anh không có thể chết với mày được. Mày có biết không? Mày có biết là tao yêu anh Lũ nhiều lắm không? Đứa nào làm cho mày có bầu hả? Mày nói đi. Đứa nào làm cho mày có bầu vậy hả? Đứa nào? Hiểm, nói đi. Hiểm, thôi đi. Không không, tôi đi tới tìm em tôi mà. Bỏ ra đi. Ok, không, tôi tới tìm em của tôi. Tôi xin lỗi nha. Khải Duy, Khải Duy ơi, Khải Duy. Duy à, Khải Duy. Gì vậy? Anh nè, có chuyện cấp bách lắm. Em. Anh đi đâu đây? Anh có biết là sự không? Nữa nếu anh sọc vô phòng người ta là sao? À, anh biết, nhưng có chuyện cấp bách lắm rồi. Em về mau đi. Về hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? À, mấy giờ cũng phải về hết. Con mình nó sắp chết rồi đó. Anh nói cái gì? Con Bình sắp chết hả? Ừ. Xe bị sao vậy? Chắc là hư rồi. Trời ơi, sao lại hư lúc này chứ? Làm sao em biết được? Mới hồi chiều em còn chở mấy em nó đi chơi mà. Bây giờ lại hư ngay lúc này. Đợi anh tí đi. Anh đi đâu? Anh đi, đi tìm thợ sửa xe. Anh bị khùng rồi hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Đợi đi tìm được thợ sửa xe trên trời sáng hết rồi. Thời gian đâu cứu kịp của mình. Không kịp cũng phải thử chứ. Chờ phải hơn một tiếng nữa, chuyến xe đò sớm nhất nó mới chạy. À, hay là vậy, em lên xe đi. Nè, hai đứa phụ đẩy xe đi. Dạ. Dạ. Mạnh lên. Hải Duy, cứu lên, có hai mạng người đang chờ em về cứu đó.
tụi bay nghe đây. Hôm nay á, bà xử chết con Bình với thằng Lũ về cái tội mèo mã gà đồng, dám làm ô uế cái nhà này. Chuyện này tuy là gia pháp, nhưng mà cấm lan truyền ra ngoài. Đứa nào mà dám hó hé, bà sẽ cắt lưỡi, rút xương, quăng cho chó ăn. Tụi bay nghe chưa? Tao hỏi có nghe rõ không? Tao hỏi có nghe rõ không? Dạ. Dạ, dạ nghe bà. Bà ơi, con biết tội của con, cho nên con chết ngàn lần con cũng không gian xin. Nhưng con xin bà tha cho anh Lũ, anh không có tội gì hết bà ơi. Bà ơi, con xin bà, anh Lũ không có làm chuyện này đâu. Con xin bà tha cho anh Lũ lần này, bà ơi. Hiểm, không tới phần của mày. Nhưng mày không thể một mình có thai được. Không phải thằng Lũ thì thằng nào. Muốn tao tha thì phải khai ra lập tức. Là đứa nào, đứa nào mà dám cả gan làm chuyện động trời như vậy? Khai đi. Cái con điên này, mày khai ra đi. Ai là mày có bao vậy hả? Mày khai ra đi. Khai ra. Bà ơi, con không nói được thiệt mà. Không nói được thì đừng nói nữa. Bay đâu? Dạ, dạ. Quăng thằng Lũ xuống trước. Bà ơi, con khai, Bình ơi, con khai mà bà.